Chào ngày mới, Khang Audio 18 Bình Dương kính chúc các đồng chí ngày mới tìm thấy được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Báo cáo với lại các đồng chí, bản của mình tối nay mưa, thế nên là bây giờ là ngớt mưa rồi, bây giờ tạnh mưa rồi thì mới lên sóng được. Đấy. Buổi tối ngày hôm nay mưa gió như vậy, thế nhưng mà cũng đã có một thượng đế vượt nắng thắng mưa. Chúng ta cần phải biểu dương ngài. Ngài thượng đế này ở địa chỉ thôn Đàn Viên, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, thủ đô Hà Nội. Ngài ấy đã trần văn chốt và ngài ấy đã trần văn chuyển thóc cho mình rồi. Ngài ấy chốt ở trong này là 10 cuốn băng cassette loại băng Maxen UD2, đó là băng cụ tổ nha, băng cụ tổ. Đấy. Đóng vào trong bằng dính cuốn hết xung quanh thùng xốp thì như thế này. Như thế này liệu đã đảm bảo chưa? Đấy nha. Thùng xốp thì xốp mới, bằng dính cũng bằng dính mới. Đấy, băng thì băng cũ, thế nhưng mà băng cũ lại chất lượng cao. Đã được lão nông Chi Điền kiểm duyệt về vấn đề chất lượng nên là khỏi phải lăn tăn, nó là băng cũ tổ. Đây này. Này, cái băng này này. Đấy. Thì ngài yêu cầu là lấy 7 cái băng này và 3 cái băng đen, thế nhưng mà lúc mình đóng qua rồi thì mình mới thấy ngài yêu cầu. Thì thông thường là mọi người mua 10 chiếc thì mình cứ bỏ 5 chiếc màu xám xám này này và 5 chiếc màu đen như thế này này. Đấy. Thì mình bỏ 5 chiếc nọ, 5 chiếc kia, chiếc kia. Đấy, thế mà mình bảo nếu mà ngài mà không đồng ý thì thôi cũng được, không sao cả nhá. Thì mình lại trả lại thóc. Thế nhưng ngài ấy bảo là không vấn đề gì anh. Đấy. Đấy. Băng này mình cũng bán bằng lấy tiền và băng này cũng bán bằng lấy tiền nhá. Đấy. Trân trọng cảm ơn ngài. Thi thoảng thì nó lại có cái cuốn băng như này này. Đấy. Nhưng mà cái băng này mình chỉ bán bằng lấy tiền thôi. Đấy, thi thoảng nó còn có cái băng này. Đấy. Đấy. Nhưng mà cái băng này nó ít lắm, mà này thi thoảng không có đâu. Trước khi mời các đồng chí xoay bộ phên vỉ đài Na Tiona có model giờ XC40. Mình cung cấp với một mức thóc 300.000 đồng. Đã có người thượng đế ở Hà Nội cũng trần văn chốt rồi và trần văn chuyển thóc rồi. Đấy, thì xin thưa với lại các đồng chí, đây là chiếc đầu câm nha. Đấy, đầu quay băng này này, một cửa băng. Đấy, đầu này thì thương hiệu của nó là Victor. Đấy, hai đồng hồ vu. Thì cái đầu này hôm nay có một người sửa chữa nha, có một người sửa chữa về cái đầu câm này này ở thủ đô Hà Nội hỏi mẹ mua, thì mình cũng chia sẻ rõ là phát thì đang tốt, tua đi tua lại các kiểu, con đà điểu ngon lành cành đào. Đầu này chạy điện 100V, hai đồng hồ vu lên bình thường, và ở đây nó còn có cả cái đèn led ở nữa này. Đấy, rất chi là đẹp. Tuy nhiên thì nó lại đang trục trặc cả cái đường thâu băng. Đấy, tức là bây giờ là nó đang không thâu được băng. Thế còn phát thì bình thường. Đấy, công tơ mét này chạy bình thường nha. Đấy, thì ngài bảo là coi như thế là anh cứ bán cho em về em tự xử. Thì mình thì mua thế nào thì cũng được thôi, cứ để thế này mình cũng bán thôi. Đấy, thế nhưng mà về cái cơ bản nhất tối ngồi nghĩ lại nha, tối ngồi nghĩ lại sợ sư vừa phụ hoa đà lại bảo anh đúng là đồ ăn hại, anh làm cho nó ra tiếng được, anh làm cho nó hai bên nó cân vế được nha. Tức là left và right hai bên đấy, kênh tín hiệu L và R ấy, nó cân vế được. Tất nhiên là nó là stereo, thế nên nó không 10-10 được, chỉ có âm thanh mono với 10-10. Thế nhưng mà nó cũng 1-10, 1-8, 1-9 cân vế được. Mà còn có cái đường thâu băng mà anh không làm được nữa thì anh đúng là đồ ăn hại. Thế nên là ngại về cái vấn đề sư phụ lại bảo mình là đồ ăn hại. Thế nên là chắc chắn là ngày mai ngày kia là mình sẽ kê đơn bốc thuốc cho cái con đầu câm này về cái vấn đề thâu băng nhá. Đấy, thế là cũng mong người anh em cũng thông cảm cho. Thóc lúa thì nó cũng chẳng quan trọng lắm nhá. Đấy, không phải là cố tình để kê đơn bốc thuốc nốt cái chỗ này để lấy thêm thóc. Đấy, nhưng mà cái vấn đề chính ở cái chỗ là sợ sư phụ hoa đà lại bảo là mình là đồ ăn hại. Đấy, thế nên là đành phải gì vậy, đành phải để lại để kê đơn bốc thuốc. Chứ còn nếu như mà không ngại về cái vấn đề đó thì có thể ngày mai là test ngay và gửi ngay nhá. Đấy. Còn bây giờ đây là bộ phên vỉ cùng với lại cái bộ cơ này. Đấy, bộ cơ này. Đấy, thì lần trước tháo cái đài
Nationa phá ra, tại vì nó hỏng hết loa, lủng thứ chân ốc nó vỡ rồi thì phá ra bán phiên vỉ. Thì bộ phiên vỉ này và equalizer này mình bán 300.000 đồng. Đã có người thượng đế ở địa chỉ ngách 99 xẹt 15 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thủ đô Hà Nội. Ngài thượng đế này đã trần văn chốt và ngài chuyển thóc cho mình từ hôm qua cơ. Đấy, thì cũng xin thưa với lại các đồng chí, ngày này thì cũng là sư phụ của mình nha. Đấy, cứ 70 là sư phụ của mình. Đấy, thì ngài cũng đạt được ở cái mức coi như là đang ở cái thể gọi là U70 đấy nha. Đấy. Điện rồi đó. Thì trước tiên thì không biết sư phụ có đồng ý hay không. Thế nhưng mà thôi thì cũng xin phép sư phụ nha, xin phép các đồng chí, các đồng chí có quyền lựa chọn những cái sản phẩm tốt. Đấy. Thì mình cũng có quyền được cung cấp những cái sản phẩm chất lượng cao. Đấy là cũng xin thông tin với lại các đồng chí như vậy, và đặc biệt là cái bộ này nha, đặc biệt là cái bộ này. Sư phụ mua cái bộ phên vỉ của cái đài Nationa mình thanh lý phá ra ấy, thì nó không được đẹp như thế này, nó không được đẹp như thế này. Đấy, thế nên là cũng mong sư phụ là cũng thông cảm cho. Đấy, mà cũng xin thưa với lại các đồng chí, sư phụ đây là sư phụ lần trước gửi coi như thế là tặng mình 5 gói chè Thái Nguyên đấy nha. Đấy, sư phụ ở Tây Hồ Hà Nội, sư phụ của mình đã U70 rồi. Đấy, thế nên là cũng chẳng biết lấy cái gì đáp lễ sư phụ mua cái bộ này ấy, thì cũng xin phép sư phụ được lựa chọn một bộ phên vỉ còn nguyên bản, còn đẹp. Radio FM thì đương nhiên là phải trong veo, đèn FM Citaro phải nổi lên trong như nước mưa, phần AM cũng bắt trong như nước cất nha. Đấy, thì ở đây có cái bộ equalizer này này. Đấy, cái con chiết áp, cái con chiết áp vừa rồi nó lẹt xoẹt thì lại phải lấy cái con chiết áp ở cái bộ equalizer khác ra thay vào. Đây vẫn còn vết tích này này. Đấy, mở hết cả mắt tại vì chân nó béo quá, xong rồi lại nó dày di dày dít vào này nên là mãi mới hàn được. Đấy, giờ chỉ có thay cái con chiết áp, nhưng mà cái con chiết áp này này này, này. Đây là con chiết áp, đây còn biến trở gạt thì cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Tức là mình gạt đi gạt lại này thì nó thay đổi cái giá trị điện trở nha. Đấy, thì nó thay đổi đến độ to nhỏ. Thì nhưng mà cũng thay bằng cái loại của Nationa. Đấy, chứ không thay bằng loại khác. Tức là thay bằng đúng loại, đúng chủng loại của nó luôn đấy nha. Đấy. Ê, equalizer này. Thì hiện tại vừa rồi kiểm tra AM FM rất chi là tốt, đường line in hoạt động tốt. Thế còn đương nhiên rồi, cái đường cassette thì nó phải bình thường. Đấy. Đấy, chỉ có cái điều cái tách loa này, cái cân bằng loa này. Đấy, cái cân bằng loa này nếu mà giờ mà để ở giữa như này, để ở giữa như này ấy, mà cái con biến trở này, cái con volume này mà để như này ấy, là một bên loa to, một bên hơi loa bé ăn tí. Đấy, thế nhưng mà để ở giữa này, để lên hẳn này thì nó lại cân nhau. Nhá, thì con biến trở này cũng tìm mãi rồi, thế nhưng chỉ còn mỗi con. Đấy, chứ còn nếu mà cái con biến trở này nó mà chuẩn, hoặc là cái con cân bằng loa này này. Đấy, ví dụ mình bình thường là mình để ở giữa này này, là nó có cái khớp, để ở giữa này có cái khớp thì nó phải cân bằng nhau hai vế đúng không? Đấy, thế nhưng mà đây này, cái con biến trở để như này ấy, là nó hơi lệch tí, thế nhưng mà nâng lên tầm này là nó sẽ cân bằng nhau ngay. Đấy, thì cũng nó như thế thì cũng thông tin rõ và nét như vậy cho nó dễ nha. Còn đây là phên vỉ mặt dưới của cái bộ phên vỉ của đài Nationa có model RXC40. Đẹp tuyệt vân vời, sáng choang. Đấy. Con tụ này là con tụ không hiểu sao những cái đài nào nó cũng có cái con tụ này đấy nhá. Đây này. Đấy, con tụ không phân tử cực tính, con tụ gốm này. Đấy, chắc là của nguyên bản của hãng Nationa người ta câu vào đấy. Chứ cái đài nào, cái phên nào mình thấy đài này mình bán nhiều, phên nào mình thấy có cái con tụ này. Đây này, nó đây. Đấy. Chuẩn mạch này. Mối hàn của nó, mối hàn máy không? Mỗi hàn nguyên bản thì bao giờ cũng vậy, mỗi hàn máy thì nó đều tâm tắp. Nó đều tâm tắp như này. Này. Đấy, chân của IC công suất đây này. Đấy. Đã được ký tên Khang 1861. Đây nữa, 1861 Khang nha. Đấy, bây giờ ngửa lên để xem bên trên. Cái dây nguồn nó ngắn quá. Rút ra.
Đấy, ok. Đây. Đây này. Đấy. Thừa cái bộ phiên vỉ cho sư phụ. Cái đầu dắt ở cái đường tín hiệu AV này nó còn sáng loáng như này đây. Nó còn sáng loáng này. Đấy, nhá. Không biết sư phụ có đồng ý không thôi, nhưng mà thôi thì mong sư phụ cũng thông cảm cho nhá. Cũng chẳng biết lấy cái gì đáp lễ cả. Đây. Đấy. Đây là cái công tắc để chuyển tín hiệu thô băng đấy nha. Thì không biết là cái thằng cu quan này không biết là có phải là cái công tắc nó kém không mà giờ nó đang không thâu được, cũng không biết. Thế nhưng mà về nguyên lý của nó thì cũng biết tí tí nhá, biết nhưng mà biết tí tí thôi đấy, chứ không biết nhiều như những cao nhân khác. Đây, tụ xoay này, tụ xoay zin này đấy, phên vỉ thì đã vệ sinh rồi, đã vệ sinh sạch đẹp rồi. Đây. Đấy. Thôi thì đã mời mọi người cũng như mời sư phụ xem cái bộ phên vỉ này rồi nhá. Cái mức thóc nếu như bóc tách ra nhá, thì cái bộ này 150.000 đồng, bộ equalizer 150.000 đồng, bộ phên vỉ này 150.000 đồng, sư phụ lấy cả độ bộ như thế này là 300.000 đồng. Đấy, thế còn bữa trước này mình bảo mình thanh lý cái bộ cơ này. Đấy, bộ cơ này thì nó về lấy đồ thôi, hay là làm nào cho nó chạy chứ bây giờ nó đang không chạy. Đây, bộ cơ còn đủ đồ hết nhá. Đấy, để cả motor như thế này luôn này, để cả dây cura dẹt này, mấy chục nghìn cái dây cura này. Đấy. Đấy. Thì cái bộ cơ này mình thanh lý 60.000 đồng cả motor luôn nhá. Đấy, cả motor luôn. Đấy, cả phím bấm này luôn này, cả bộ bàn phím bấm này luôn, cái nguyên bộ như thế này. Đấy, thì là 360.000 đồng. Sư phụ đã chuyển cho mình 400.000 đồng. Sư phụ lấy thêm hai cái bánh tì. Đây. Sư phụ lấy thêm hai cái bánh tì nha. Cái bánh tì này mình bán 20.000 đồng một cái. Đây. Đấy. Thế là mai sẽ gói cái bộ này để bọc vào ni lông đóng vào thùng xốp mới đét tiền để gửi cho sư phụ. Thôi thế xin phép dừng clip ở đây để đi ngủ rồi. Mai mới test được chứ giờ không test được nữa rồi. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci. Merci beaucoup. Như thế này mà không thâu được băng thì đúng buồn đời thật.